Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ 35 phút sáng thứ tư tuần trước, bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Đại Bằng ở Thâm Quyến với sức gió tối đa cấp 14 ở vùng gần tâm. Bão khiến hơn 16.000 hộ gia đình mất điện. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, dưới ảnh hưởng của cơn bão mạnh số 4, hơn 30 đường dây cấp điện ở Thâm Quyến bị đứt và hơn 16.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau đợt sửa chữa gấp rút đã có khoảng 11.000 hộ được cấp điện trở lại và 4.000 hộ chưa có điện trở lại. Bão số 4 đi đến đâu, cây cối bật gốc, lan can bảo vệ đường bị thổi bay và một số con đường bị ngập lụt. Ngoài ra, cầu Vịnh Thâm Quyến tạm thời bị đóng cửa và con đường từ Phu Minh đến đại lộ Sen Nan đã bị đóng cửa. Vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày thứ Tư, kính của tòa nhà Hangu bên cạnh bệnh viện Phúc Điền Thâm Quyến vỡ vụn, nhiều mảnh kính rơi xuống khiến giao thông bị tắc nghẽn. Vào ngày thứ Ba, tất cả các quầy làm thủ tục tại sảnh khởi hành của sân bay Thâm Quyến đã đóng cửa và sân bay Thâm Quyến đã hủy 140 chuyến bay. Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cho biết, bão số 4 dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ sẽ dần yếu đi. Sau khi đi qua Thâm Quyến, Đông Quan, Quảng Châu, Phật Sơn và Triệu Khánh, nó sẽ tiến vào Quảng Tây vào ngày tối thứ Tư. Sáng sớm thứ Tư, bão số 4 đổ bộ vào Thâm Quyến với sức gió mạnh nhất cấp 14 ở vùng gần tâm. Tại ngã tư Vĩnh Tường của đại lộ Bản Học Cương, chiếc xe tải bị lật do mưa to gió lớn, cây cối ven đường bị bật gốc. Bão số 4 đã vượt qua Đài Loan, quét qua Hồng Kông và tiến thẳng vào các vùng duyên hải phía đông nam Trung Quốc và cường độ của nó tiếp tục tăng lên. Bão số 4 đã vào Hồng Kông vào ngày thứ Ba và hạ cánh xuống bán đảo Đại Bằng của Thâm Quyến vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày thứ Tư. Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cho biết bão số 4 dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ sẽ dần yếu đi. Sau khi đi qua Thâm Quyến, Đông Quan, Quảng Châu, Phật Sơn và Triệu Khánh, nó sẽ tiến vào Quảng Tây vào tối ngày thứ Tư. Được biết, bão số 4 có sức gió tối đa là 14 gần trung tâm Thâm Quyến. Bão đi đến đâu là cây lớn bật gốc và các tòa nhà bị hư hại. Cơn bão dữ dội ở Thâm Quyến đã khiến hơn 16.000 hộ gia đình bị mất điện. Sau đây là những hình ảnh về bão số 4 sau khi nó hoành hành ở Hồng Kông, Quảng Đông và Quý Châu. Bão số 4 đổ bộ vào Hồng Kông vào ngày thứ Tư và cây cối bị bật gốc. Khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Hồng Kông vào ngày thứ Tư, dàn giáo của tòa nhà đã bị thổi bay, cây cối đổ ngổn ngang, các biển quảng cáo bị thổi bay, còn những người đi bộ phải vật lộn để đi trên đường. Những người đi bộ phải cố gắng giữ thăng bằng và vô cùng hoảng loạn. Một số lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Cơn bão số 4 đã tàn phá tỉnh Quý Châu. Bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Đại Bằng ở Thâm Quyến vào rạng sáng ngày thứ Tư, ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Quảng Đông. Bầu trời Quảng Châu xám xịt, gió thổi kèm theo mưa lớn, khắp nơi có thể nhìn thấy cây đổ. Theo các phương tiện truyền thông đại lục đưa tin, khi bão số 4 xảy ra, khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu bị bao phủ bởi một màu xám xịt, gió mạnh và mưa ngày càng lớn. Theo đài quan sát khí tượng Quảng Châu, sức gió tối đa gần trung tâm quận Phiên Ngung đạt cấp 10 với tốc độ khoảng 28 m/s. Hiện tại các phần trên cao và trên mặt đất của mạng lưới tàu điện ngầm Quảng Châu đã bị đình chỉ dịch vụ. Sân bay Bạch Vân Quảng Châu hủy một số lượng lớn chuyến bay nhưng không đóng cửa hoàn toàn. Ngoài ra, Chu Hải, một thành phố lân cận của Quảng Châu cũng không được tha. Nền tảng cô gái đánh cá mang tính biểu tượng của Chu Hải đã bị nước biển nhấn chìm lối vào công viên bờ biển. Một danh lam thắng cảnh trong khu đô thị chính của Châu Hải đã bị đóng cửa. Ngoài ra còn có sóng lớn ở bờ biển Chu Hải và tất cả các hoạt động bên bờ biển đã bị dừng lại. Bão số 4 cũng mang theo lượng mưa lớn đến Huệ Châu, nơi tiếp giáp với Quảng Châu, đồng thời gây ra chiều cường ở vùng biển gần đó. Theo tin tức từ mạng thời tiết Trung Quốc, bão số 4 dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa đến Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và những nơi khác. Bến tàu cô gái đánh cá Châu Hải đã bị nước biển nhấn chìm. Nước sông Châu Giang ở Quảng Châu tăng mạnh, sông nội địa Châu Giang ở Quảng Châu nước dâng cao, đường phố ngập lụt, các siêu thị đã trống rỗng các mặt hàng. Thưa quý vị, trong những ngày qua, miền Nam có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa ở 9 nơi thuộc Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục về tổng lượng mưa vào đầu tháng trước. 110 con sông ở 8 tỉnh bị lũ trên mức cảnh báo, 2,62 triệu người ở 11 tỉnh bị ảnh hưởng, nhiều người chết, mất tích. Trong số đó, 22 trạm của 16 con sông ở Quảng Tây đã trải qua trận lũ siêu báo động.
nhà cửa, đường phố ở nhiều làng mạc, thị trấn bị ngập nước, đường xá nhiều nơi bị sạt lở, giao thông bị gián đoạn, điện nước bị cắt, một số ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Các quan chức ở Quảng Tây chỉ công bố cái chết của 9 người và một số người nói rằng số người chết còn nhiều hơn con số này. Quảng Tây xả lũ không báo trước. Dương Sóc, Vĩnh Phúc và Bình Lê ở Quế Lâm, Quảng Tây gần như đã trở thành thành phố biệt lập trong nước. Các thị trấn của huyện đã bị ngập úng nghiêm trọng. Cô Trần Hồng, người điều hành một homestay ở quận Dương Sóc, nói với phóng viên của Export Time rằng trời mưa liên tục trong nhiều ngày kể từ ngày thứ Sáu, tôi đã không thấy nó trong nhiều năm. Năm nay là đặc biệt nghiêm trọng. Khi lũ lên, cả hai tầng của cư dân đều bị ngập và họ chỉ có thể lên tầng 3 để ngủ. Nước lũ sông Ly rất cao. Lúc 6 giờ tối ngày 1 tháng 9, hồ chứa tương đối lớn ở thượng nguồn sông Ly xả lũ mà chúng tôi không được thông báo. Một hồ chứa nhỏ gần huyện chúng tôi đã vỡ, nước tràn vào đổ vào thị trấn trong quận. Trần Hồng cho biết, quận Dương Sóc hiện đang rất hỗn loạn, khắp nơi đều có lở đất. Những ngôi nhà không phải bê tông cốt thép đã bị ngâm nước lâu ngày. Nhiều ngôi nhà đã bị sập. Đoạn video cho thấy đường phố ở huyện Dương Sóc và một số thị trấn ở Quế Lâm, Quảng Tây đã biến thành sông, nhà cửa và ô tô của người dân bị nhấn chìm, nước ngập đến thắt lưng. Trần Hồng nói rằng toàn bộ quận đã bị ngập lụt. Hôm nay tôi ra ngoài xem chỗ nào cũng có bùn. Nhiều người đã dọn dẹp ở nhà, đồ đạc và xe bị ngâm trong nước. Khi phóng viên hỏi khi nào nó sẽ trở lại bình thường, Trần Hồng nói sẽ mất khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, bây giờ không phải là vấn đề với một gia đình. Rất nhiều gia đình bị ngập lụt, nhiều gia đình đang làm ăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Cộng với dịch bệnh năm nay nên việc kinh doanh ế ẩm, ít khách hàng. Phóng viên của Export Time đã gọi vào điện thoại di động và điện thoại cố định của nhiều người ở quận Dương Sóc vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 8, nhưng không ai trong số họ kết nối. Trần Hồng tin rằng điều này có liên quan đến sự cố mất điện, không ổn định hoặc thậm chí không có tín hiệu. Hiện đang xảy ra tình trạng mất điện, mất nước trên toàn quận. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến khu thắng cảnh sông Lệ Giang, một chủ sở hữu của khu thắng cảnh Lệ Thủy nói với The Epoch Times, sau khi nước sông Ly dâng cao, tất cả các tàu du lịch đều bị đình chỉ và chúng tôi không thể đến sông để thưởng ngoạn phong cảnh. Khi nào nó hoạt động trở lại, điều đó phụ thuộc vào thông báo của Ủy ban Quản lý sông Ly và nước vẫn đang dâng cao. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng khách du lịch đến trong thời gian này ít hơn và việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Trần Hồng nói rằng, thật khó cho mọi người, tôi không biết liệu chính phủ có trợ cấp hay không. Tôi chưa nghe nói về trợ cấp. Trước đó, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với thiên tai lũ lụt và hạn hán lên cấp 3. 110 con sông ở 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang bị lũ trên mức cảnh báo. Tính đến 14 giờ ngày 1 tháng 9, lũ lụt do mưa lớn ở miền Nam đã khiến 2,627 triệu người tại 11 tỉnh, khu tự trị gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập đổ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp 4,04 tỷ nhân dân tệ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa lớn như vậy sẽ còn kéo dài đến cuối tuần tới. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc đã suy yếu, nhưng ở miền Bắc Quảng Tây vẫn có mưa lớn. Trong ngày 3 tháng 9, một số khu vực Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì và các thành phố khác vẫn có mưa vừa, mưa to đến rất to cục bộ. Nhìn chung, phía đông tây bắc Trung Quốc, phía tây Hoàng Hoài, phía tây Giang Hoài, hầu hết Giang Hán, phía đông tây nam Trung Quốc, phía bắc Giang Nam và phía đông và các nơi khác có mưa vừa đến mưa to, trong đó có mưa to cục bộ ở đông Hà Nam, đông nam Trùng Khánh và đông bắc Quý Châu. Dự kiến vào khoảng ngày 4 tháng 9, vành đai mưa chính cũng sẽ di chuyển về phía bắc đến trung và hạ lưu sông Dương Tử. Vành đai mưa lớn về cơ bản sẽ duy trì ở đây cho đến giữa tháng. Vẫn sẽ có mưa lớn ở phía tây và phía bắc Quảng Tây theo thời gian. Quý vị thân mến, hôm kia Đa Cun, làng Cao Đường, làng Đại La Đông, thị trấn Tân Phong, thành phố Bắc Lưu, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây và làng Dương Đảo, thị trấn Long Thành đã bị lũ lụt và lở đất tấn công, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ngoài ra, mực nước của 39 con sông bao gồm sông Tây Giang và sông Lưu Giang đã vượt qua mức cảnh báo. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông đất đai, từ 8 giờ ngày 31 tháng 8 đến 8 giờ ngày 1 tháng 9, thị trấn Sơn Đông, thị trấn Phúc Tân và thị trấn Tân Phong ở thành phố Bắc Lưu gặp mưa lớn, trong đó lượng mưa của thị trấn Tân Phong lên tới 275,2mm. Cách ngôi làng nơi xảy ra vụ việc khoảng 10km do sạt lở đất nhiều nơi, đá lớn, bùn đất, cây cối đổ xuống chắn ngang đường. Sạt lở ở thị trấn Tống Triều Thiền, Đại Cung, Tân Phong lên tới hàng nghìn mét khối. Các quan chức Quảng Tây đã báo cáo vào ngày 1 tháng 9 rằng các thảm họa mà thành phố Bắc Lưu phải gánh chịu chủ yếu là sạt lở đất và lở đất xảy ra ở một số nơi. Thống kê sơ bộ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại 4 thôn với 486 điểm sạt lở.
Theo thông tin do Trung tâm Thủy văn, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp vào ngày 31 tháng 8, do lượng mưa lớn kể từ tuần trước và tác động của thượng nguồn, 64 đoạn sông của 39 con sông bao gồm sông Tây Giang, sông Liễu Giang, sông Quý Giang và sông Tương Giang đã vượt quá cảnh báo lũ từ 0,4 đến 3,83 m, mức báo động lớn nhất đối với đoạn sông Dung thuộc quận Dung Thủy. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, đỉnh lũ cấp 2 Tây Giang đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 20,31 m, vượt mực nước cảnh báo 1,81 m vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8. Mực nước của trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu vẫn ở mức khoảng 20,25 m, mực nước cảnh báo là 18,5 m. Bị ảnh hưởng bởi nước dâng cao, tầng 1 của một siêu thị bên ngoài kè kiểm soát lũ ở thành phố Ngô Châu đã bị ngập hoàn toàn trong lũ và phần gác lửng của tầng 2 cũng bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày 31 tháng 8, một thị trấn ở phía nam huyện Bột Bạch, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn. Long Đàm, Song Vương, Tống Vương, Đông Bình, Đại Bá, Tân Điền và nhiều thị trấn khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Ở một số thị trấn, điện đã bị cắt và một số người dân bị bao vây bởi lũ lụt và cần phải sơ tán. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.